bắt đầu tẩy trắng hay bôi đen cũng không ảnh hưởng đến bạn nào. Trong phiên livestream mới đây, Hữu Cường nhất quyết từ chối tiết lộ thông tin nam em đang ở đâu càng khiến cho người hâm mộ thêm lo lắng. Quan trọng nhất bây giờ các bạn muốn biết thông tin thì về nam em đúng không? Hai người thôi, một là tôi, hai là trợ lý. Mà trợ lý thì nó không bao giờ dám này. Nhưng bây giờ mọi người muốn biết thông tin thì nó lại trở lên thành con số bí hiểm. Bởi vì đơn giản nhất ngày nào người ta cũng lên like, người ta chia sẻ về cuộc sống, về mọi thứ, làm những cái điều vui cho mọi người. Mọi người lên, mọi người nghĩ sao? Bây giờ mọi người cứ nghĩ rằng thế này thế kia nhưng mà thực sự cuộc sống mà đúng không? Tôi khẳng định nếu như mà mất đi một nam em like là mất đi rất nhiều những cái niềm vui trên mạng. Bây giờ ngay ngày mai mà đi đăng ký kết hôn bọn tôi cũng giấu. Trừ cái bên đăng ký kết hôn mà thông báo thì các bạn mới biết thôi. Cuộc sống đội tôi sẽ trở lên khép kín. Xé mổ mông cũng không nói đâu, thiên thần xanh. Ok đúng rồi. Nên như vậy chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang ăn những cái thứ miễn phí nó quá quen rồi. Và bây giờ chúng ta chửi những cái thứ miễn phí đó là gì? Là thế này, là thế kia, là lôi kéo, là dẫn dụ. Vậy thôi, bây giờ không có miễn phí nữa. Các bạn bảo là tôi làm mất hết hình tượng nam em đúng, tôi làm mất, tôi nhận sai, tôi sai với cả người yêu tôi. Thế đơn giản bây giờ thì chúng tôi trong âm thầm, rồi đến một cái ngày nào đó đi, chúng tôi sẽ quay trở lại. Nhưng chúng tôi không quay trở lại với cái phương diện dễ như bây giờ nữa. Tôi đâu có định nghĩa phải đi giải thích với các bạn làm gì. Ăn là việc của mình, ăn chay hay ăn mặn nó không quan trọng, quan trọng là sống làm sao cho nó ok là được. Đâu có cần thiết gì mà phải chay hay mặn, nhưng quan trọng là cơ thể tôi nó không ăn được mặn thì tôi phải ăn chay thôi. Còn nếu như ăn được mặn thì cứ ăn chứ. Tôi chỉ các bạn về xem một cái video. Các bạn search một cái video trên IT nhá, tháp thờ tóc văn thủ. Các bạn lên search cái tháp thờ tóc văn thủ này. Các bạn xem cái này đi, các bạn sẽ thấy là cái cuộc đời ấy nó nhiều thứ hay lắm. Tôi có tu đâu. Tôi tu tâm, tu đường, tu chợ. Tôi đâu tu chùa. Tôi có khoác trên mình chiếc áo cà sa đâu. Tôi đâu phải là đại đức. Tôi đâu phải là thượng tọa, tôi đâu có phải là hòa thượng. Mà tôi là con người mà. Các bạn đang bị nhầm nhá. Còn bây giờ thì các bạn muốn hỏi nam em ở đâu không? Không nói đâu. Nam em bây giờ là một nhân tố đặc biệt bí ẩn. Nam em bây giờ có khi nhá, có khi cái quãng thời gian này mà nam em không may bị tôi tác động, mọi người cũng không biết thông tin gì để mà bênh nam em nữa. Thấy tội chưa, thấy khổ không? Cho nên đừng mơ chửi người ta. Em ơi, cái định nghĩa câu view hay không? Bảo anh câu view đúng không? Ok anh câu view, em lên mà câu xem có ai cắn không. Còn bây giờ thì muốn chặn hết sao nó vẫn hiện vợ chồng nhỉ? Chặn đi. Đừng cho ai biết thông tin chị mày đi nghỉ dưỡng ở đâu nhá. Đúng nhá. Không nhận quà cũng đúng. Không thông báo mấy cả mọi người luôn là bên tôi hủy hết hợp đồng quảng cáo. Chấp nhận khó ăn chút được nhưng mà không nhận hợp đồng quảng cáo nữa. Báo cho người ta hủy chưa? Báo hủy đi, xong bảo họ chuyển số tiền số tài khoản qua chuyển trả cọc của họ vào ngày mai đi. Thật không ai thèm thuê không? Có cần show lên cho xem không? Biết vì sao không? Vì mình chuẩn bị làm nước hoa của mình rồi thì mình quảng cáo cho người khác làm gì? Cái hai nữa mình không muốn nhận nữa. Dừng hết. Ngày mai cũng xin anh chị em book show quảng cáo dừng, bên mình không nhận đâu. Trả 300-400 triệu. Ai mà mua, anh đâu cần em mua đâu. Ăn cơm mà nghe các bạn bình luận tôi cũng thấy vui. Đấy là cái định nghĩa của các bạn. Không ai book, nhưng thực ra người ta book bọn tôi từ chối. Cho xem họ nhắn rồi họ còn lại lì. Chúng tôi đói để cho các bạn vui mà. Buổi tối giờ này hình như cũng là 9 giờ kém rồi. Chúng tôi bảo mình ăn cơm muộn nhỉ. Anh bảo chia tay giờ chúng tôi thì bây giờ đơn giản đó. Định nghĩa bọn em bảo đội anh chia tay thì anh bảo đội anh chia tay giờ chúng tôi thì đấy, bọn em lại nghĩ rằng là bọn anh chia tay thì như thế nào cũng được mà. Bây giờ đội anh đâu có tiết lộ về cuộc sống, ví dụ như anh với nam em bây giờ có đang yêu nhau hay bỏ nhau nữa, có quan trọng không? Không quan trọng thế nào được cả. Bảo đội anh cũng đâu cho đội em biết nữa đâu, đúng không? Anh làm nước hoa gì, anh làm nước hoa cả nam cả nữ em ơi. 1.000 người hết 1.001 người chửi. Thực ra 1.000 người chửi là ít đấy. 1.000 người dương chửi là có 10.000 người âm người ta theo. Cho nên dương cứ 1.000 người chửi thì âm 10.000 theo. Nên ok luôn. Ra ban công hóng gió đi anh. Hôm nay tí anh ra ban công anh like cho mọi người nhá. Ok, tí anh lên ban công anh ngồi nhá. Trời sạc đầy pin đâu, anh lên ban công anh ngồi anh like nhá. Cái chill lắm, chỗ ngồi đẹp lắm. Chị nam em ổn chưa anh? Chi baby. Anh xin được không tiết lộ về nam em là đang khỏe, đang yếu hay như thế nào. Tôi anh có dẫn nam em về không mà. Lâu không thấy anh Cường lên mạng, bây giờ anh lên lại rồi em. Mãi yêu mến anh Cường với nam em, cảm ơn em Nhung nha Nhung. Nam em đang ở đâu hiện là một ẩn số. Trước đó, người đẹp gốc Tiền Giang gây chú ý khi đăng tải story với nội dung sẽ tạm xa mạng xã hội. Cụ thể, cô chia sẻ như sau, cuối cùng cũng đã gỡ bỏ được gánh nặng trên vai. Nhẹ nhõm đi ngủ, đã có đủ điều kiện để thỏa mãn với đam mê âm nhạc rồi. Đến lúc nghỉ ngơi thôi, tạm xa mạng xã hội một thời gian. Bye. Để biết thêm thông tin về Hoa Khôi Nam Em, các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin sớm nhất bạn nhé. Cái clip không có luôn, bởi vì bọn tôi không bao giờ làm cái điều đó cả. Nhá. Còn nếu ai có cái clip đấy, bảo tôi. Kiểu gì tôi ngộ tạ. Thứ nhất là về câu chuyện clip
là không có trên mạng, hoàn toàn không hề có, và báo chí cắt ghép, ok chưa? Bây giờ tôi sẽ đọc xem tất cả có những cái gì mà nó nói về tôi và nam em không đúng, tôi sẽ phân tích cho các bạn nhé. Nó cầu nguyện gì đó, kệ nó, không thấy là này, sao thử ghe Google xem nam em. 2 giờ trước nhịp showbiz, khán giả sốc khi nam em trèo ra ban công lúc nửa đêm. Thế bây giờ chả lẽ là bây giờ hóng mát cũng phải báo cáo với cả anh chị là em trèo ra ban công em hóng mát à? Đúng không? Đôi nhau một cái clip này là đúng không? Đây. Nhịp sống showbiz khán giả, từ khóa là nam em Bùi Hữu Cường nhá. Nhịp showbiz khán giả mà báo viết là báo lao động.vn đấy chứ, khổ thật. Nhịp showbiz khán giả sốc khi nam em trèo ra ban công, vào đọc. À mấy cái ảnh nó đề bên ngoài thôi, không phải đâu, không có gì cả. Trời, chúng quỷ toàn mấy cái tào lao à, không có cái mấy cái gì. Tức là bây giờ nó cũng có vẻ là nó bớt viết lung tung rồi đấy. Để search một chữ nam em xem nào. Clip là không có này nhá, còn cái chuyện hôm qua là hóng gió ở ban công nhá. Search không nam em thì nam em bị bệnh trầm trọng cỡ nào. Sau ngày hôm qua thì sức khỏe nam em khỏe. Nhưng mà bây giờ về cái tính lết của bà ấy buồn cười lắm. Bây giờ thực ra tính lết bà ấy tôi không biết như thế nào nữa. Chính thức là sức khỏe thì ổn, nhưng mà bây giờ về vấn đề tâm lý là đang bất ổn. Có vẻ search trên Google nó sạch hơn. Search trên Google nó sạch hơn ở trên phở bò. Trên phở bò nó đang lung tung phèng hết cả lên này. Ờ, có vẻ sạch rồi đấy. Sạch sạch. Viết lung tung là mấy cái báo với cái page trên phở bò Tulusu, ok cảm ơn em. Đấy, còn báo chính thống họ rất là ok, cho nên mọi anh chị em nhá, những cái người lớn tuổi này, mọi người đừng có lướt phở bò. Mọi người lên Google, mọi người search thông tin nó đúng hay không nhá. Chứ mọi người đừng có nghe bọn nó viết lung tung rồi. Tội nghiệp bên báo viết chính thống người ta viết ok lắm. Nên mấy cái báo tào lao, mấy cái bết lung tung nó mới như vậy. À, lên phở bò là để tôi xem cái thông tin gì, bắt đầu tôi đọc, bây giờ tôi xem nhá. Tôi sẽ đọc cái bết này lên, tôi hạ bọn này xuống luôn nhá. Tôi hạ chúng nó xuống. Khả năng là bắt đầu người ta làm sạch sẽ hơn rồi đấy. Ít thấy rồi. Lại tới công chuyện nữa rồi. À, mà hôm nay tự nhiên người ta đi nhắc đến mình làm gì không biết. Liên tục những drama chẳng bao giờ kết thúc. Dạ, cái câu chuyện mà về cái này nhá, là mình không có liên quan gì đâu nhá, tự họ làm ấy. Đang lướt để xem cái mức độ nó như thế nào. À, cái bếp bí mật thảm đỏ showbiz. Nó viết là còn ông không nắm mặt đàn ông. Thấy nam em bị bêu trên VTV, bạn trai Bùi Hữu Cường âm thầm rũ bỏ mọi thứ, loại thần kinh tôi không quen. Mọi người tẩy chay hết cái bếp này đi nhá. Cái bí mật thảm đỏ showbiz này, tẩy chay hết nó đi, đừng bao giờ nghe. Với cả những anh chị em lớn mà nghe trên cái bếp này, đừng bao giờ tin vào nó. Mấy cái bọn này bọn vớ vẩn, tức là tôi sẽ đọc ở trên này. Thế thì thay vì mọi người nghĩ rằng là tôi đọc như này, thì mọi người sẽ vào follow nó để tốt cho nó, nhưng không phải đâu nhá. Mọi người bỏ hết follow cái page này đi này, và mọi người lan truyền cho là cái page này viết rất là bố láo, và những cái page như này là cái page gây họa cho xã hội. Những cái page này là đưa những cái thông tin rất là tiêu cực cho xã hội nhá. Tôi đã tẩy từ lâu trang này, ok cảm ơn bạn. Vậy bạn chia sẻ cho mọi người nhá, tôi nhá. Đấy, tiếp tục xem cái page nào nữa, dập nó luôn đi mọi người ạ. Anh có xóa lập cái mới mà, nhưng mà kệ nó đi, nó lại mất thời gian hơn đúng không em? Mình có xóa đi. Mình xem thử xem nó như thế nào. Cái bếp là fan cứng K-pop. Nó viết là nam em là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam bị phong sát sau khi VTV khui ra. Thực ra là tôi với nam em là tự nói hết tất cả những cái quá khứ ra, chứ không có cái chuyện mà khui này khui kia. Bọn tôi thông báo hết rồi, bọn tôi công khai hết mà. Bình phàm, ôi thằng hèn. Theo như mày định nghĩa như nào là hèn hả mày? Chiêu trò thì bạn đừng xem nữa, có gì đâu. Thì thứ nhất là tôi chỉ muốn là gì, chốt lại những cái là có cần tôi lên tôi ngồi ban công hóng mát ngồi like không, để tôi chỉ cho mọi người cái view hôm qua mà nam em nhà tôi ngồi. Là em xin thưa cả nhà là đội em nhà có ban công, đội em trèo ra ngồi ngoài ban công là bình thường nhá.